Đó đi. Cam hành trình đi. Xem lại cam hành trình thì ấn vào hai chấm này, ấn vào video quay, file quay này. Thì nó có các cái file lưu hành trình đây. Đây là cái map S1. Dẫn đường đến 120 Phạm Văn Đồng. Mở video Jambo Auto.